Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì hướng dẫn các em câu số 1 đề thi đại học khối A năm 2013. Để xem lời giải chi tiết cũng như các câu hỏi liên quan, các em có thể vào website tuyển sinh247.com để chúng ta tham khảo. Bây giờ các em cùng quan sát đề thi như sau. Cho hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng 3mx trừ 1. Được gọi là hàm số 1, được chưa? Câu A, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m bằng 0. Câu B, tìm m để hàm số 1 nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Với câu A thì quá quen thuộc với các em rồi, các em có thể tự làm. Bây giờ thầy cho mình cùng xoáy sâu vào câu hỏi phụ này. Với câu hỏi phụ này thuộc dạng toán về tính đơn điệu của hàm số, phải chưa các em? Vậy là để nói đến tính đồng biến, tính nghịch biến của hàm số, chúng ta nói đến gì đây? Dấu của biểu thức y phẩy, đúng chưa các em? Và các em cần phải nhớ đến lý thuyết phần gì? Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số như sau. Trước tiên thầy phân tích các nhá. Phân tích rồi. Lý thuyết liên quan ở đây thầy muốn cung cấp cho các em để chúng ta làm câu đề thi này như sau. Đó là gì? Cho hàm số y bằng fx. Cho hàm số y bằng fx. Được chưa? Hàm số đồng biến. Đồng biến trên cái miền D khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi y phẩy của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc cái miền D. Được chưa? Y phẩy bằng 0 đây là gì? Tại hữu hạn các điểm thuộc cái miền D. Phải chưa? Thế còn gì? Hàm số của chúng ta, hàm số mà gì? Nghịch biến. Nghịch biến trên cái miền D khi nào? Khi và chỉ khi y phẩy của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc cái miền D. Y phẩy bằng 0 tại hữu hạn các điểm thuộc cái miền D này, đúng chưa? Vậy thì đề bài của chúng ta yêu cầu là tìm m để hàm số 1 này nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Vậy cái khoảng này chính là cái miền D, đúng chưa? Và thầy cho mình sẽ sử dụng đến cái lý thuyết phía bên dưới này, đúng không? Đó là gì? Y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Vậy thì trước tiên thầy tiến hành cái bước đó ạ. Sau đó xem xuất hiện được cái gì rồi chúng ta làm tiếp. Bây giờ các em quan sát cái lời giải cụ thể như sau. Câu B. Thì có y phẩy. Các em nhớ nhé, chúng ta đạo hàm là đạo hàm theo biến gì? Biến x. Thế còn m ở đây đóng vai trò như một hằng số, đúng chưa? Vậy là thầy có y phẩy bằng trừ 3x bình cộng 6x và cộng với 3m. Được chưa? Thầy lý luận một câu để hàm số nghịch biến biến trên cái khoảng là từ 0 đến dương vô cùng. Điều này tương đương với y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Phải chưa các em? Thế y phẩy của chúng ta đây, bây giờ thầy có được tương đương với cái gì? Trừ 3x bình cộng 6x cộng 3m nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc không đến dương vô cùng, đúng không các em? Vậy thì thầy rút gọn, chia cả hai vế cho 3 và thầy chuyển biến x sang vế bên phải, thầy có được như sau: m nhỏ hơn hoặc bằng gì? X bình gì? Trừ đi 2x. X bình trừ 2x với mọi x thuộc từ 0 đến dương vô cùng. Đấy, nhiệm vụ của thầy cho mình cần phải đi tìm m, được chưa? Để m luôn nhỏ hơn hoặc bằng
x bình trừ 2x với x thuộc từ 0 đến dương vô cùng. Với mọi x thay vào đây, thuộc khoảng từ 0 dương vô cùng thay vào đây, thì m của chúng ta luôn nhỏ hơn. Nghĩa là gì? M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng min của cái biểu thức ở phía bên phải này với x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đúng chưa các em? Vậy là bây giờ thầy chỉ cần đi tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức vế phải thôi. Đúng không? Vậy thì đến đây thầy gì? Đạt. Fx bằng x bình trừ đi 2x. Nha. Rồi. Và nhớ là thầy xét fx ở trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất. Mình có f phải x. Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? 2x trừ 2. Đúng không? Từ đây suy ra f phải x bằng 0 tương đương với x bằng 1. Và thầy có ngay được bảng biến thiên x, f phải x và fx. Đúng chưa? Rồi, các em nhớ nhá, x của chúng ta xét từ 0 đến dương vô cùng. Tại đây có nghiệm bằng 1, không? Xét dấu của biểu thức f phải x này. Đây là biểu thức bậc nhất. Hệ số A bao nhiêu? A bằng 2 là số dương. Dùng quy tắc trái khác phải cùng, đúng chưa? Vậy đây là dương, đây là âm. Dòng fx của chúng ta đi xuống, đi lên. Đúng chưa? Tại 0 thì thay vào đây, đây tiến 0, cái này là dương vô cùng. X bằng 1 thì thay vào đây thì có kết quả bằng trừ 1. Vậy là thì có được gì? Giá trị nhỏ nhất của fx, đúng chưa? Suy ra min của fx của chúng ta là bằng gì? Bằng trừ 1. Min trừ 1. Vậy là các em lý luận thôi, đúng chưa? Lý luận một câu chúng ta sẽ tìm được ra đây nhé. Vậy là để hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng này, điều này tương đương với m của chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. M nhỏ hơn trừ 1. Phải chưa các em? Vậy là thầy đã tìm được giá trị của m. Đấy, các em phải thêm một câu lý luận ở đây. Được chưa? Như vậy là gì? Thầy đã tìm được giá trị của cái tham số m. Để hàm số của chúng ta là gì? Hàm số luôn nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Chúng ta còn nói cách nào khác không? À, ngoài cách các bạn đi tìm gì? Giá trị nhỏ nhất này ra. Các em có thể đi gì? Vẽ cái đồ thị hàm số y bằng x bình trừ đi 2x, đúng không? Trên cái miền từ 0 đến dương vô cùng này thôi. Thì chúng ta thấy rằng đây chính là bậc 2. Việc vẽ parabol là rất quen thuộc rồi, đúng chưa? Và các bạn lấy trong đoạn từ khoảng từ 0 đến dương vô cùng này. Sau đó các bạn lý luận là gì? M của chúng ta nhỏ hơn, nghĩa là gì? M tiếp xúc và nằm bên dưới đồ thị. Thì các bạn cũng tìm được ra là gì? M nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Phải chưa? Rồi. Thế câu hỏi đặt ra, các em nhìn nhé. Đó là cái trường hợp mà các em rút được ra m sang một vế. Một vế là biến x. Thế câu hỏi đặt ra ở đây, nếu trong trường hợp mà chúng ta không rút được biến m sang một vế, không rút được biến x sang một vế, thì chúng ta làm sao? Liệu có giải được bài toán này không? À, hoàn toàn giải được. Bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các em cái cách giải tổng quát của bài toán này như sau. Thầy có cái phương án giải thứ hai như sau. Được chưa? Cách số 2, cách 2 nhé. Rồi. Với cách này, bước đầu tiên thầy cũng đi tính y phải. Mình có y phải bằng rồi trừ 3x bình phương cộng 6x cộng với 3m. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng lý luận chỗ này. Các em nhìn nhá. Đề của chúng ta đang yêu cầu là gì?
Tìm để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Vậy thì thầy sẽ đi chia thành hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên đó là gì? Nếu cái hàm số 1 này của chúng ta mà nghịch biến trên R thì đương nhiên là nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng rồi. Phải chưa các em? Vậy là thầy xét cái trường hợp 1. Xét trường hợp 1. Hàm số nghịch biến trên R. Trên R. Phải chưa? Thì đương nhiên là sẽ nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Phải không các em? Thế điều này tương đương với cái gì? Tương đương với là gì? Y phẩy của chúng ta nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Mọi x thuộc R. Được chưa? Rồi và điều này tương đương với cái gì? Các em nhìn vào đây. Y phẩy của chúng ta nhá là gì? Trừ 3x bình phương cộng 6x cộng 3m nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Đúng chưa? Tương đương với thầy chia cả hai vế cho 3 thì có được là gì? Trừ x bình phương cộng 2x cộng m nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Các em nhìn này, cái bất phương trình của chúng ta là một bất phương trình bậc 2. Phải chưa? Ngay từ lớp 9 các em đã có khái niệm rồi nha. Nó nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R khi nào? Khi A của chúng ta phải gì? Nhỏ hơn 0 và delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Phải chưa? Rồi thì đến đây thì có được như sau. A của chúng ta bằng trừ 1 nhỏ hơn 0 luôn đúng. Đúng, đúng. Phải chưa? Rồi và các em đi tính delta thôi. Bạn nào nhanh chúng ta có thể sử dụng khái niệm gì? Delta phẩy ở đây. Phải chưa? Thế bây giờ thầy dùng delta. Delta thầy có được như sau. Chúng ta có là gì? 4 này. Đúng chưa? Rồi này, cộng với 4m. Đúng không? Và gì? Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa các em? Rồi, và thầy có được gì? M nhỏ hơn bằng trừ 1. M nhỏ hơn trừ 1. Như vậy là thầy đã tìm được giá trị M để cho cái gì? Hàm số của chúng ta là luôn gì? Nghịch biến trên R. Thì đương nhiên nó sẽ luôn nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đúng không? Với trường hợp thứ nhất này, nghĩa là chúng ta đã đi tìm điều kiện để cho cái gì? Y phẩy của chúng ta là gì? Vuông nghiệm hoặc có nghiệm kép. Vậy thì đương nhiên trường hợp 2, đó là thầy xét cái trường hợp gì? Xét trường hợp 2. Y phẩy của chúng ta gì? Có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Hai nghiệm phân biệt của ai? Điều này tương đương cái gì? Y phẩy là 1 bậc 2 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 khi nào A khác 0 và delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0. Phải chưa? Rồi, điều này tương đương với cái gì? Rồi, các em nhìn nhá. A của chúng ta bằng -3 khác 0 luôn đúng. Thế còn delta, delta của chúng ta bằng 6 bình phương trừ 4 nhân với trừ 3 nhân với gì? 3m và cái này gì? Lớn hơn 0. Lớn không? Phải chưa? Và thầy tìm được giá m lớn hơn trừ 1. Phải không? Thầy đã tìm được ra m lớn hơn trừ 1. Khi đó thì có bảng biến xét dấu. Khi đó này, đó thầy có bảng xét dấu y phẩy. Bảng xét dấu y phẩy. Vì sao thầy lại đi xét dấu y phẩy? Vì nói đến tính đồng biến nghịch biến là nói đến dấu của y phẩy, đúng không các em? Vậy thì thầy đi xét dấu y phẩy như sau. X y phẩy trừ vô cùng đến dương vô cùng có hai nghiệm x1, x2. Thì giả sử là x1 nhỏ hơn x2 nhá. Rồi, đến đây thầy có 0, 0. Hệ số A của chúng ta là bằng -3. A bằng -3 là gì? Số âm. Vậy gì? Trong trái ngoài cùng.
Vậy là từ đây thầy suy ra hai khoảng nghịch biến của chúng ta đây. Phải chưa? Hai khoảng nghịch biến của chúng ta đây mà gì đề đang yêu cầu là gì? Tìm m để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Điều đó số 0 phải nằm ở trên này, đúng rồi. Số 0 phải lớn hơn hoặc bằng x2, được chưa? Từ đây thì lý luận một câu là gì? Để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ gì? 0 đến dương vô cùng. Điều này tương đương với y phải bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt là gì đây? À, các em nhớ nhà gì? X1 nhỏ hơn x2 và nhỏ hơn hoặc bằng 0. Phải chưa? Rồi, y phải của chúng ta là một phương trình bậc 2. Tìm điều kiện để có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Điều kiện như sau. Điều kiện là gì? À, SC làm sao? Nhỏ hơn 0 và P lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa các em? Nghĩa là gì? Tổng hai nghiệm nhỏ hơn 0 và tích hai nghiệm lớn hơn hoặc bằng 0. Vì sao có cái bằng này? À, bởi là gì? X2 của chúng ta có thể là bằng 0. Phải chưa các em? Vậy thì thầy có được điều kiện là gì đây? À, S thì bằng trừ B chia cho A. Vậy chúng ta có là bằng trừ 6 trên trừ 3. Vậy bằng 2 nhỏ hơn 0. Đúng không? Vậy là vô lý rồi. Được chưa các em? Thế còn P của chúng ta là bằng gì? À, trừ M. Rồi, lớn hơn hoặc bằng 0. Trừ M lớn hơn 0. Đúng không? C trên A. Thế nhưng cái này vô lý để suy ra không xảy ra trường hợp này. Là trường hợp này. Vậy là đến đây các em kết luận thôi. Là gì? À, chỉ có trường hợp một xảy ra thôi. Đó là hàm số của chúng ta luôn gì? Nghịch biến trên R. Vậy là các em đi kết luận rằng gì? Vậy M của chúng ta là phải bé hơn bằng trừ 1. Thế còn trường hợp 2 của chúng ta là không xảy ra. Được chưa các em? À, như vậy là gì? Thầy đã cung cấp cho các em cái cách giải tổng quát của một cái hàm số bậc 3 mà tìm điều kiện để gì? Hàm số đó luôn đồng biến hoặc gì? Luôn nghịch biến trên cái tập D. Phải chưa? Và cụ thể bài này D của chúng ta là khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Được không các em? Rồi, như vậy là gì trong trường hợp mà không rút được M sang một bên và X đến một bên thì các em phải buộc phải giải theo cái cách giải tổng quát này. Vậy là đây là một cái đề thi khối A năm 2013, một đề thi rất là cơ bản. Chúng ta có thể làm bằng hai cách. Đúng không các em? Rồi, như vậy là thầy đã hướng dẫn các em cái cách để chúng ta tìm ra cái đáp án của câu thứ nhất trong đề thi đại học khối A năm 2013. Cái lời giải chi tiết thì các em có thể vào website của tuyển sinh 247.com để chúng ta tham khảo. Được chưa? Và thầy muốn hướng dẫn các em cái đề này bởi sao? À, bởi là gì? Nó liên quan đến cái bài toán tính đơn điệu hàm số. Sau này các em mà gặp các bài toán tương tự, tìm M để gì? Một hàm số đơn điệu trên một khoảng nào đó, thì các em phải nghĩ đến ngay cái câu số 1 của đề thi khối A năm 2013 này. Thầy đã hướng dẫn các em với hai cách và cũng cung cấp cho các em cái phần lý thuyết ngay từ đầu giờ mà thầy đã phân tích. Được chưa các em? Rồi, thầy chúc các em ôn tập tốt. Chúc các em có một kỳ thi đạt được kết quả cao. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.